hậu giả sắp xong chưa Tí Họa Sĩ? Tay mình mỏi lắm rồi nè. Ờ, phải, mỏi lắm rồi. Trong cuộc sống, nghệ thuật thì không thể nào dối giả được. Thoải mái đi Tí Họa Sĩ, càng nhìn lâu càng thấy mình xinh đẹp hơn. Được rồi, tác phẩm của mình đã gần hoàn thành rồi đó. Ờ, cuối cùng cũng xong. Thôi, phải ngắm mình liền mới được. Ồ, tuyệt vời, bức tranh rất là xì chân đó. Mình sẽ treo nó trên lò sưởi, đó là nơi thích hợp nhất. Ồ, khoan đã, có gì đó không đúng rồi. Cậu có vấn đề gì sao? Cậu vẽ mình mập quá. Cây cọ này không hề biết nói dối. Nếu cậu hỏi mình sẽ nói đó là quan điểm của Tí Điệu. Và hơn hết, nếu nhìn một vật thể khi được trình bày bằng tranh vẽ, có thể sẽ bị hiểu sai. Tí Cận à, đừng có nói nữa được không? Thật là kinh khủng, sơn dính trên mặt của mình và nó không phải màu mình thích. Mình phải đi rửa mặt ngay lập tức. Và sau khi rửa mặt xong, cậu sẽ giảm cân đó. Ờ, xì chung ơi, sao cậu ấy lại buồn chứ? Chỉ có chút xíu sơn thôi mà. Vì cậu ấy là Tí Điệu, mình nghĩ cậu ấy có lẽ là sinh vật điệu nhất trên thế giới này luôn. Cha cho gọi con hả? Phải, Periwinkle, chúng ta cần nói chuyện. Ta thấy rất lo lắng về con. Tại sao? Vì tóc của con dài quá hả? Không, 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 bởi vì hiện giờ con xinh đẹp quá mức bình thường. Dạ, đúng đó, rất xinh đẹp. Nhưng con không chịu làm gì hết. Vậy làm sao con giống các tiên nhỏ khác được chứ? Hãy ra ngoài chăm sóc các bông hoa, hay là đi phun sương ban mai đi con. Vậy chứ thưa cha, sao tự nhiên cha lại bắt con ra ngoài đồng? Nó có thể hủy hoại sắc đẹp của con. Ta mong rằng con đúng. Ôi trời ơi, ta không biết nên làm gì với con ta. Thôi con đi đây, đã trễ giờ làm đẹp rồi. Chào cha. Ôi trời ơi, Periwinkle, nó sẽ là sinh vật điệu nhất trên thế giới này. Ôi cha, thiệt là ý cha thì tốt, nhưng cha không hiểu gì về ý nghĩa của sự làm đẹp hết. Dù sao, số phận của ta cũng là trở thành một người hoàn hảo trong thế giới không hoàn hảo. Ta phải xứng đáng với điều này. Cosleep, lấy lực chải tóc cho ta. Nó ở đây thưa công chúa. Ta phải là người đẹp nhất trước cái gương thần mới được. Ôi, người bạn thân nhất của ta. Người không bao giờ nói dối ta đúng không? Gương thần ơi, ai đẹp nhất trên thế giới? Có phải là ta không gương hỡi? Xin chào. Cosleep, đó là ai vậy? Dạ thưa công chúa, theo tôi thấy hình như đó là một xì trứng. Nhưng ta mới được coi là đẹp nhất. Và hơn nữa hắn, màu xanh. Dạ, nhưng nhìn rất là duyên dáng. Ta không thể nào chịu được. Hãy quỷ vào học ballet, Cosleep. Ta phải đi tìm tên đáng ghét này. Và khi nào tìm được, ta nhất định sẽ dùng sức mạnh tiên nhỏ để tiêu diệt hắn. Các xì chấm ơi, tới giờ tập thể dục rồi. Thật không thể nào tin được. Tất cả những rắc rối này đều là do Tí Điệu tập thể dục. Chào buổi sáng các xì trâm. Chào buổi sáng Tí Điệu. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Động tác 1, động tác 2. Mau lên. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hít vào, thở ra. Lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tăng tốc độ lên. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Đúng rồi, nhanh hơn nữa. Chỉ là chuyện bình thường thôi. Cảm ơn các bạn. Bây giờ là tới phần chạy bộ. Tu-la-lu. Mình muốn xin chung cậu ấy một cái thật đau. Hãy quên chuyện này đi thưa công chúa. Tôi nghĩ chúng ta nên quay về và ngồi uống một ly mật hoa thì tốt hơn đó. Im lặng, Cosleep. Ta cảm thấy chúng ta tới gần rồi. Chắc là không sai đâu. Có người. Cố gắng tập luyện cho cường tráng để có thân hình hoàn hảo nhất. Đây chính là tên đáng ghét. Để coi ai mới là người đẹp nhất sau khi ta tiêu diệt hắn. Cô định làm gì thưa công chúa? Xem đây, với sức mạnh tiên nhỏ và bông phấn này, ta sẽ dễ dàng hạ hắn. Ồ, xin chào buổi sáng, ngài bướm xinh đẹp. Sao tự nhiên có sương mù vậy? Lạ thiệt. À, trời đã trong xanh lại rồi. Nhìn kìa, hắn đã bỏ đi rồi thưa công chúa. Để coi hắn còn chạy được nữa không. Hỏi phấn hoa phép thuật của tiên nhỏ, hãy chôn vùi hắn dưới đất. Ôi, mình đẹp không chịu nổi. Rất nhiều xì trâm sẽ thấy ghen tị với mình. Mình biết chắc như vậy. Ôi, cái tên xì trâm đáng ghét này.
La 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 la. Với tình hình này thì chắc là ta phải tự ra tay thôi. Đưa dây thần đây. Ôi tiểu thư, cô có chắc là mình không phản ứng quá đáng không vậy hả? Nếu ngươi hỏi việc tấn công tên đáng ghét màu xanh này có quá đáng hay không thì câu trả lời là có đó. La 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 la. Ê gì vậy? Đừng cứu tôi với. Các người là ai? Các người muốn gì? Cô mua bộ cánh này ở đâu mà đẹp quá trời vậy? Cái gì hả? Cái bộ đồ cũ này nó đã được thiết kế bởi... Ngươi đừng có quan tâm tới y phục của ta. Ta là công chúa Periwinkle, tiên nhỏ xinh đẹp nhất. Và ta muốn... Xin lỗi thưa công chúa, nhưng hình như tôi làm rớt cái gương rồi. Ta không quan tâm về nó lắm. Ngươi cũng không cần tới nó đâu. Chắc chắn ngươi sẽ không tin nổi chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi. Hả? Tôi sao? Tí điệu ơi! Cậu Tí điệu ơi! Lẽ ra cậu ấy phải trở về sau một tiếng chạy bộ chứ. À đúng rồi, mình phải đi báo cho Tí Vua liền mới được. Con xin lỗi thưa Tí Vua, nhưng con đang rất lo lắng vì Tí Điệu. Cậu ấy hứa sẽ sơn lại bếp cho con, nhưng không ai nhìn thấy cậu ấy sau khi tập thể dục nữa. Chúng ta phải xì trong người đi tìm Tí Điệu ngay lập tức. Tí Điệu ơi! Tí Điệu ơi! Ngài có nhìn thấy gì không Tí Vua? Chưa thấy gì hết tí cô nương. Tí Vua ơi! Tí Vua ơi! Tí Vua hãy nhìn coi. Ôi trời ơi! Cái gương của Tí Điệu đây mà. Tí Điệu chắc chắn đã xì trong chuyện gì rồi. Bởi vì cậu ấy không bao giờ rời bỏ nữa. Với tình hình phức tạp như thế này, mình cho rằng Tí Điệu có lẽ đã bị bắt cóc rồi. Nhưng không! Tí Điệu tội nghiệp à. Là cái gì vậy? Phấn hoa của các tiên nhỏ. Vậy là Tí Điệu đã bị các tiên nhỏ bắt cóc rồi. Sao họ lại làm như vậy? Hãy đi tới gặp bạn của ta, Vua Golden Rod. Chắc chắn ông ấy sẽ biết chuyện gì xảy ra. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi thôi. Nè Tí Cận, cầm giùm cái gương của Tí Điệu đi. Mình không biết Tí Điệu nhìn cái gì ở trong cái gương. Chắc chắn là cái gương này không bao giờ làm cho mình đẹp hơn. Các người dẫn ta đi đâu vậy? Tới xưởng làm bùn chứ đi đâu? Tốt quá, lâu rồi ta chưa đi tắm bùn. Đi tắm bùn hả? Bạn Hiền à, ngươi sẽ là nguyên liệu đó. Mình không thích cô ta nói chuyện kiểu như vậy. Thật mà Tí Vua, ta không biết gì về chuyện Tí Điệu biến mất hết. Nhưng để ta đi hỏi Periwinkle, có thể nó sẽ biết gì đó. Con yêu à, Periwinkle, Periwinkle. Lạ thiệt, nó đã đi đâu mất rồi. Ồ, không sao hết, ta sẽ dùng cái gương thần để tìm ra nó thôi. Hỡi gương thần, hỡi gương thần, hãy cho ta biết con gái của ta hiện đang ở đâu. À, nó đang ở xưởng làm bùn. Nhưng ngài chế tạo cái gì ở trong xưởng làm bùn vậy? À, ngoài chuyện chăm sóc cho các bông hoa và phun sương ban mai ra, tiên nhỏ chúng tôi còn có trách nhiệm làm ra bùn. Ôi trời ơi, hình như đó là một xì trùm, Tí Vua ơi. Ôi xì trùm ơi, đó là Tí Điệu. Và cậu ấy đang gặp phải nguy hiểm. Cậu ấy ngay lập tức. Ôi cha mẹ ơi, nào hãy mau theo ta nhanh lên. Cứu, có ai không? Cứu tôi. Cứ hét to chừng nào ngươi muốn, không có ai nghe thấy đâu. Lấy đèn đi, Cosleep. Ôi, cô có chắc không thưa công chúa? Hắn thật sự là một sinh vật xinh đẹp đó. Hãy làm đi. Ôi trời ơi, cứ như vậy thì không tốt cho màu da của mình. Được rồi, ngươi sẽ không lo về chuyện đó lâu nữa đâu. Đợi đã, ngươi định làm gì vậy? Làm ơn đừng mà. Cứu, cứu. Ôi thưa công chúa, hắn không có lỗi gì đẹp trai à. Ôi, mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh như vậy chứ? Mình biết mình đã làm gì rồi, vì mình càng ngày càng xinh đẹp. Ôi, một người xinh đẹp phải nên được sống lâu hơn chứ. Như vậy mà ngươi nói đau khổ hay sao? Nếu bị dính một chút bùn vào cái áo đầm đẹp nhất của ta thì ta thấy đó mới chính là đau khổ thật sự đó. Nhưng ta nghĩ mấy chuyện đó thì ngươi không thể hiểu được đâu. Tôi hiểu chứ. Ngươi hiểu? Dĩ nhiên, ai cũng có nỗi khổ tâm trong đời. Nhưng mà bộ cánh đẹp nhất bị dính bùn là một chuyện khác. Vậy mà trước giờ ta cứ tưởng là không có ai hiểu được. Phải trở nên hoàn hảo trong một thế giới không hoàn hảo đúng là một gánh nặng. Vào sáng nay ta cũng nói một câu y chang như vậy đó. Ít nhất là khoảng 12 lần. Thưa công chúa, ngươi biết không, chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau đó. Tôi thật sự xin lỗi thưa công chúa. Đúng là một điều tuyệt vời, Cosleep. Cuối cùng ta đã có người thật sự hiểu ta rồi. Dạ vâng thưa công chúa, nhưng người mà ta có thể gọi là một người bạn. Đã có bao giờ ngươi thử tự ngâm mình vào nước trái cây ép chưa? Rồi, nếu như hôm nào có dịp thì... Đủ rồi, hãy dừng lại. Sì trùm đã có mặt ở đây. Nè Periwinkle, con đang làm gì vậy? Tí Điệu, con không sao chứ? Không sao thưa Tí Vua, tụi con chỉ đang trò chuyện với nhau thôi. Có chừng. May mà
mắn thiệt, chút nữa là mình tiêu rồi. Đúng là may mắn thiệt. Tí Điệu ơi, cậu đã an toàn rồi. Phải, không một vết trầy. Đây là gì hả Periwinkle, sao còn dám làm chuyện như vậy? Đúng vậy, cô hành xử không giống một quý cô chút nào hết, thưa công chúa. Mình thành thật xin lỗi, mình đã ghen tị với cậu. Cậu có tha thứ cho mình không? Chắc chắn rồi. Nếu rơi vào trường hợp như cậu thì mình cũng sẽ làm như cậu thôi. Tốt lắm, mình hy vọng hai cậu sẽ rút ra một bài học từ chuyện này. Hãy nhớ đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua cái bìa, bởi vì cần hiểu rằng cái đẹp nằm ở bên trong. Luôn ghi nhớ, cái đẹp thật sự không thể xì châm bằng mắt, nó chỉ được cảm nhận bằng trái tim. Và một điều nữa, không có ai hoàn hảo hết trơn hết trọi. Hay lắm, sau khi sự trông qua nhiều rắc rối, có vẻ như Periwinkle đã tìm được người bạn tri kỷ ở trong đời rồi. Phải, cũng mong là vậy. Hy vọng tình bạn của Tí Điệu sẽ giúp Periwinkle trở thành một nàng tiên nhỏ tốt. Sao không nghĩ là nó sẽ hứa hẹn một câu chuyện thiệt lãng mạn? Điều đó thật là mắc cười tí cô nương. Rõ ràng cả hai sinh ra chỉ để dành cho chính họ thôi à. Một, hai, ba. Ta không thích điều này chút nào hết Tí Điệu à. Nước sông đang dâng cao quá nhanh. Con chưa từng thấy dòng sông xấu xí như vậy. Con không thể nhận ra bóng mình trong đó nữa. Mùa xuân năm nay có lẽ tới hơi sớm. Con đập không chống nổi băng tàn. Ủa, cái gì vậy Tí Vua? Đó là điều mà ta đang lo. Con chạy đi tìm Tí Khéo Tay nhanh lên. Cần phải gia cố lại đập cho chắc. Dạ, thưa Tí Vua. Hy vọng là băng trên núi tan chậm một chút. Không thì có lẽ cả làng Sì Trung sẽ bị nhấn chìm mất thôi. Mệt quá trời mệt luôn á. Sao Tí Vua lại bắt mình lên đây làm chi? Không biết muốn bệnh thêm luôn rồi nè. Đáng lẽ giờ này mình phải ở nhà nằm nghỉ ngơi. Còn mình nữa chi? Lỡ như khi mình không có ở nhà mà xảy ra chuyện quan trọng thì sao? Tí Vua có thể cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp của mình đó. Hai cậu đừng lem bem nữa được không? Tí Vua muốn chúng ta lên đây để coi tuyết dày bao nhiêu mà. Và chúng ta phải hoàn thành cho tốt. Tí cô nương nói đúng. Phải lên tốt lốt ở trên đó luôn rồi. Đúng. Nè Tuyết Cận, cậu đo độ dày của Tuyết khi lên tới đỉnh núi được không? Chắc là chỗ này á. Nếu như tìm thấy tảng đá đánh dấu, chúng ta sẽ biết mình đã tới đúng chỗ để đo độ dày của Tuyết đó. Tuyết Cận, nó kìa là tảng đá đánh dấu. Nhưng sao năm nay nó nhỏ xíu vậy kìa? Thường thì nó cao tới 6 xì trăm lận mà. Nhanh lên đi Tuyết Cận. Cậu kiểm tra coi Tuyết có dày tới mức đỏ mình đã đánh dấu trên thước không? Mình làm liền. Mình đảm bảo là Tuyết sẽ dày bằng với mức bình thường xưa giờ thôi. Năm nào cũng vậy mà. Tuyết Cận, cậu có sao không? Cứu mình với, xì cho mình ra khỏi đây. Tuyết Cận ơi, tôi kéo phụ mình một tay với. Tuyết Cận mắc kẹt rồi. Cảm ơn nha, nhưng thật ra mình không cần bất kỳ sự trợ giúp nào hết. Tuyết Cận, cậu vẫn ổn đó chứ? À, thật ra thì mình cũng cần giúp một chút á. Chuyện này thật là xì chân. Cậu nói mình mới nhớ, mình quên đem theo bình nước nóng rồi. Tệ thiệt. Không phải, ý mình là sao ra thời điểm này trong năm thì tuyết quá dày. Nếu trời nắng thì chúng sẽ tan hết. Vậy thì nước sông sẽ dâng cao, con đập sẽ không chịu nổi và cả làng sẽ bị phá hủy. Trong tình huống như vậy thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải bình tĩnh. Bởi vì khi chúng ta thật sự bình tĩnh thì chúng ta... Ê, đợi mình với. Mình gọi nó là nhà kính. Ta có thể trồng cây trong đó ngay cả khi bên ngoài đang rất lạnh. Nghe hấp dẫn đó, Tí Khéo Tay. Tí Khéo Tay, Tí Khéo Tay. Tí Vua cần cậu ra con đập ngay bây giờ. Ngài ấy nói là chuyện khẩn cấp. Con tới liền thưa Tí Vua, tới liền. Tí Cận Sì Trâm là một tay trực tuyết cử phách. Đang băng băng lướt qua Tí Bệnh. Nhìn cứ như cậu ấy không di chuyển. Chúng ta sẽ ngồi chờ Tí Bệnh ở đây. Mình có hơi cảm thấy tiếc nuối khi mùa xuân năm nay tới sớm hơn như vậy. Là mình không trình diễn được kỹ thuật trực tuyết đổi dốc điêu luyện của mình gì hết trơn á. Có chuyện gì á? Có chuyện gì á? Theo lý thuyết vật lý thì lực hút trái đất, chúng ta sẽ lăn xuống chân núi sớm hơn. Ôi, những bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Mình chưa từng nhìn thấy loài hoa này trước đây bao giờ.
hay là thế rồi ta? Chúng ta không có nhiều thời gian để xì trâm qua đâu tí cô nương. Tí vua đang dễ chịu quá. Tí vua hả? Nhân tí vua là ai vậy? Tí vua hả? Mình cũng không biết nữa. Nhanh lên hai cậu, tí vua đang đợi kìa. Lại là cái tên đó nữa hả? Mình đi thôi. Không biết đó là ai ta, không biết cậu là ai nữa, không biết mình là ai luôn. Nhanh lên các sĩ trung của ta, nước đang dâng lên rất nhanh. À, đây là cái cuối cùng rồi tí vua. Tốt lắm, tí khéo tay, mở cổng thoát nước đi. Cho dù đã xả nước thì con đập cũng không thể chịu thêm nhiều sức nặng nữa. Bây giờ chúng ta cũng không biết chắc, nếu không có báo cáo về tuyết thì khó lòng quyết định là có nên di tản hay không. Đáng lẽ tụi nó về tới rồi. Bệnh của mình ngày càng tệ. Đi bên này nè, làng của mình ở bên này mà. Cậu có biết cậu ta đang nói cái gì không? Không, nhưng dù là nói gì thì nghe cũng có vẻ quan trọng. Không biết cậu ta là ai. Đi thôi. Cậu có chắc là không thích ngửi thử mùi thơm của hoa này không? Thơm gì mà thơm chứ, mình bị dị ứng với phấn hoa mà. Mèo hả ra, mình bị dị ứng với lông mèo, đặc biệt là con này. Tới đây đi mèo con dễ thương ơi, đúng là một con mèo ngoan mà. Mình nghĩ nó thích tụi mình đó. Nè mèo con, mi thử ngửi mùi hoa này đi, ta thấy nó rất là thơm. Nhanh lên, nhanh nữa lên, nước dâng ngày càng cao kìa, con đập sắp chịu hết nổi rồi. Tụi mình về rồi nè. Các cậu đây rồi, độ dày tuyết ra sao rồi hả? Độ dày đó. Độ dày tuyết vậy? Mình quên rồi, độ dày tuyết gì vậy? Độ dày tuyết trên núi đó, mấy cậu có nhiệm vụ đi đo mà. Vậy à, độ dày của tuyết á thì mình có hoa nè, những bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Nhưng tí vua cần được biết. Cảm ơn. Cần được biết. Ai cần được biết hả? Và cần biết cái gì hả? Độ dày tuyết, tí vua cần biết về độ dày của... Cho cậu một bông, cậu một bông, và cậu nữa nè. Thật là một vật xì châm, không biết dùng để làm gì ta. À, biết rồi. Ôi, mình đói bụng quá, không biết mình thích ăn gì ta. Mình cũng vậy, không biết trong hộp này có gì ta. Có ngon không? Mình nghĩ là có. Những sinh vật màu xanh xinh đẹp này là ai vậy? Ôi, không biết cậu là ai, nhưng phải công nhận cậu rất bảnh bao. Không biết anh bạn nhỏ bị bệnh đó có chuyện gì nữa ha. Ai quan tâm chứ, hát đi. Đúng như ta lo sợ, cứ đà này thì con đập sẽ sập xuống trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Phải nhanh chóng sơ tán cả làng mới được. Tí bệnh, độ dày của tuyết con đo được chưa? Tí vua ơi, có chuyện không ổn với... Chuyện gì vậy? Tại sao các sĩ trung không làm việc ở con đập chứ? Con đập nào? Làm việc gì? Sĩ trung nào? Tí vua ơi, con đã cố hết. Tí cô nương, con nói ta nghe có chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết, tôi quên rồi. Ông có thích qua không? Tí vua ơi, đừng có sĩ trung. Không biết là mẹ thiên nhiên sẽ nói gì về loài hoa này đây. Hả? Cái gì vậy? Là ai chứ? Ta là ai? Tí vua ơi, độ dày tuyết rất dày, cả ngôi làng đang gặp nguy hiểm. Độ dày tuyết gì, ngôi làng nào, cái gì mà gọi là nguy hiểm? Tí vua nói mẹ thiên nhiên đã cảnh báo. Cảnh báo ngài ấy về những bông hoa này. Mình phải đi tìm bà ấy thôi. Ôi trời ơi, ta nghe như là giọng của một xì trâm nhỏ vậy. Mẹ thiên nhiên ơi. Ôi chà, có chuyện gì vậy hả cậu bé? Mẹ thiên nhiên ơi, người phải giúp cho họ mới được. Rồi rồi, thôi được rồi, bây giờ con hãy kể cho ta nghe mọi chuyện đi. Dạ,
chuyện là vậy. Lúc đầu Tí Vui sai con và hai bạn Xì Tâm lên núi Xì Tâm để đo độ dày của Tuyết Xì Tâm, bởi vì nước sông dâng lên quá Xì Tâm và con đập sắp không Xì Tâm nổi nữa. Rồi Tí con nương cho Tí Cận tìm thấy mấy bông hoa màu vàng. Hoa màu vàng hả? Quên hết sao? Ôi chết rồi, ta đã quên bẵng về mấy bông hoa nhỏ xíu khủng khiếp đó rồi. Chà, lần trước chúng cũng đã khiến cho ta gặp rắc rối. Hỡi những ngọn gió mùa đông đang bay khắp nhân gian, hãy đông lạnh con sông và thổi bàn chân tê cống. Cảm ơn mẹ thiên nhiên. Bây giờ tôi phải quay về làng liền đây. Ta nhớ ta đã dặn Tí Vua là năm nay mùa xuân sẽ tới sớm rồi mà. Có lẽ lần sau ông ấy sẽ chịu nhớ lời của ta. Ôi chà, có chuyện gì vậy? Mình ghét Tuyết. Tí Cận, chúng ta về đây hồi nào vậy? Mình không biết nữa Tí cô nương, nhưng để mình tính toán lại một chút đã. À, nếu mình thôi nhớ không lầm. Đi Tí Cận à. Ủa, mình đâu rồi kìa? À, thấy mình rồi nè. Những bông hoa đầu tiên của mùa xuân chúng bị héo mất tiêu. Ta có cảm giác mẹ thiên nhiên làm như vậy là có lý do đó Tí cô nương. Bây giờ ta nên ra kiểm tra con đập. Có lẽ trời lạnh đã làm đông cứng dòng sông và cứu cả làng. Nước sông ngừng hẳn luôn rồi, cả làng đã được an toàn. Nhưng ông bà cho chị, chắc là ta đã bị cảm lạnh rồi. Hả chị? Cảm ơn con Tí Bệnh. Đây là món cháo xì trong giải cảm. Cậu cũng nên lên giường nghỉ ngơi đi, Tí tham ăn. Để bị cảm nặng hơn thì mệt lắm. Mình bệnh lâu năm cho nên mình nhiều kinh nghiệm lắm. Tí Bệnh ơi, cậu làm ơn lấy cho mình ít cháo xì trâm giải cảm có được không? Hả? Cho mình nữa. Cứ cái đà này lúc mọi người hết bệnh chắc là mình sẽ vui lắm đây. Vì khi đó tới mình bệnh nằm liệt giường để cho mọi người chăm sóc. Ôi, chúng ta sẽ thành cái gì đây? Mẹ e là tất cả chúng ta sẽ phải đi ăn xin hoặc là chết đói. Ai tới giờ này vậy ta? Ai đó? Không có ai sao? Ồ, cái gì vậy? Ồ, trái cây và rau quả. Ồ, vậy là chúng ta được cứu rồi các con ơi. Mình thích làm cho mọi người trở nên hạnh phúc, và giờ mình cần phải tìm một việc tốt khác để làm mới được. Các tiết của ta ngày mai sẽ diễn ra lễ hội xuân tốt đó. Đó là lễ hội như mà các con tí đã nhất. Biết vào mỗi năm chúng ta đều tổ chức lễ hội này, và mỗi tí sẽ xì trâm một thức ăn mà mình xì trâm nhất để xì trâm cho các tí khác. Mình thấy hào hứng quá. Các cậu định mang món gì tới vậy hả? Mình mang bánh dưa leo, bánh kem cầu vồng. Quả mận xì trâm bất ngờ. Còn cậu mang gì tới lễ hội vậy Tí Tham ăn? Rồi cậu sẽ biết thôi. Còn bây giờ mình phải đi vào rừng để tìm nguyên liệu bí mật đây. Xì trâm sao ha? Thật là đáng trách. Ai để quên giỏ ở đây vậy? Không biết là của ai đây ta? Chú cha ơi, có lẽ mình bị mắc kẹt ở đây rồi. Có người đang tới. Chắc chắn là bánh xì trâm vua chua của mình sẽ thành công lắm đây. Hãy giúp tôi. Ủa, ai nói vậy? Là tôi. Cô là ai? Tôi là Gunida, một vị tiên tốt. Có vẻ như cô bị mắc bẫy của lão gà mình xấu xa rồi. Tôi sẽ xì trâm cô xuống trong tích tắc. Xong rồi. Ôi trời ơi, cậu có sao không vậy? Tôi không sao. Cậu thật là tốt bụng, anh bạn nhỏ à. Tôi sẽ cho cậu một điều ước. Một điều ước hả? Thật là xì trâm. Khả năng của tôi là giúp những người đang đói. Thật sao? Tôi cũng vậy, đặc biệt khi người đói là tôi. Một chút gì đó để ăn được không? Đây nè. Hả? Cái này đúng là có một chút gì đó thiệt. Nhưng nó là gì vậy? Nó là giạt cháo thần kỳ. Bất cứ khi nào cậu đói bụng, cậu chỉ cần nói một câu đơn giản như vậy. Hỡi giạt cháo thần kỳ bé nhỏ, cho ta ít cháo, ngon và nóng. Và sau đó cái giạt sẽ làm ra cháo, đủ cho cậu ăn đó.
Mùi vị ngon quá. Chắc chắn rồi, vì đó là công thức gia truyền mà. Và khi cậu đã ăn đủ rồi, cậu chỉ cần nói rằng: hỡi giặc cháu thần kỳ bé nhỏ, xin dừng lại, cảm ơn rất nhiều, và nó sẽ dừng lại. Thì trong ơi, các tí sẽ rất ngạc nhiên đây. Hey, bình hoa xì trung này đáng yêu thật đó tí cô nương à. Con cảm ơn ngài tí vua. Nè các tí ơi, lại đây coi mình có gì nè. Cái gì vậy? Nó được gọi là vạt cháo thần kỳ. Nó là vạt cháo thần kỳ hả? Nhìn nè, hỏi vạt cháo thần kỳ bé nhỏ, cho ta ít cháo ngon và nóng đi. Wow. Cái này mới tuyệt vời làm sao. Xì trong nữa. Cậu lấy nó ở đâu vậy tí tham ăn? Một vị tiên tốt đã cho mình. Các cậu có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Còn mình phải nướng bánh cho ngày mai nữa. Ngon quá đi mất. Vào đi. Cái vạt cháo thần kỳ của cậu đúng là rất xì trâm. Nhưng mà nó đang phá rối sự chuẩn bị của mọi người cho ngày mai á. Xin lỗi nha tí cô nương, cậu có thể để ở đây. Món ăn tuyệt hảo, cho mình một miếng nữa đi. Mình nữa. Mình sẽ không thể chuẩn bị được cho ngày mai rồi. Bận rộn ghê. Mình đã phục vụ quá nhiều cháo, mình cứ nghĩ là không làm kịp bánh vô chua nữa chứ. Mình chỉ vô tình đi ngang qua đây. Và mình tự hỏi là không biết cậu có thể cho mình. Không, không có cháo chiết gì hết. Ngày mai tới đi nha. Mình không biết cậu ấy bị cái gì nữa. Mình chỉ muốn xin cậu ấy một ít cháo để ăn thôi. Mà sao cậu ấy lại nổi giận với mình như vậy kia chứ. Mà thôi kệ đi. Sau chuyện này, mình hứa sẽ không bao giờ quan tâm tới tí tham ăn ích kỷ, từ chối cho mình một ít cháo hồng thơm ngon đó nữa đâu. Tất nhiên là ngài Tí Du vẫn luôn nói rằng chúng ta nên xì trâm và phải xì trâm cho đúng. Nhưng điều đó có nghĩa gì với tên tí thăm ăn kia chứ? Không. Được rồi, nếu mình được sở hữu cái vạt thần kỳ đó thì chắc chắn là mình sẽ sẵn sàng cung cấp cho các xì trâm trong làng những phần ăn đầy đủ và hợp lý nhất. Dĩ nhiên rồi. Sao mình không nghĩ ra kia chứ? Nếu vậy á, mình sẽ giúp cậu ấy chuyện này. Dù sao thì cậu ấy vẫn chưa đủ chín chắn để có thể chịu trách nhiệm với một cái vạt cháo thần kỳ như vậy. Làm thế này sẽ tốt hơn cho các tí, đặc biệt là cho mình. Nó đây rồi. Để coi, nó hoạt động thế nào đây. Có phải không? Phải, mình nhớ rồi. Hỡi giặc cháo thần kỳ bé nhỏ, cho ta một ít cháo ngon và nóng. Một xì trâm không thể nào vui vẻ đón lễ xuân tốt với cái bụng đói được. Hỡi giặc cháo thần kỳ bé nhỏ, cho ta một ít cháo ngon và nóng đi. Chuyện gì vậy? Mày có nghe ta nói không? Ta nói hỡi giặc cháo thần kỳ bé nhỏ, cho ta ít cháo ngon và nóng đi. Ủa, hình như có gì không ổn. Coi thử coi. Bị kẹt. Cứu tôi. Nè. Ê, có xì trâm nào xì trâm mình ra khỏi đây không? Từ lúc tiên tốt cho mình cái vạt này, không có chuyện gì là suôn sẻ. Con. Không biết là bao lâu rồi mình mới có thể ăn một bữa ngon như vậy. Thật ra thì mình có thể ăn thêm một chút nữa mà. Nhưng mà đủ rồi. Vạt cháu ơi, không ăn nữa. Cảm ơn. Mình nói đủ rồi mà. Không, làm cách nào ngưng nó lại đây ta? Làm ơn, vạt cháu bé nhỏ dễ thương ơi, làm ơn dừng lại đi. Tí Du ơi, cứu con. Tí Du ơi. Ủa Tí Cận, chuyện gì vậy? Sao người con lại xì trung đầy cháo như vậy chứ? Thật là kinh khủng. Cái vạt cháo thần kỳ đã tràn ra và con đã thử mọi cách rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm tí thăm ăn. Cậu ấy là người duy nhất có thể ngăn nó lại. Ôi xì trung ơi, nghiêm trọng rồi đây. Cứu, Tí Du ơi cứu. Mình ghét cháo màu hồng. Chúng ta phải làm gì bây giờ đây? Chúng ta phải xì trâm khỏi ngôi làng ngay lập tức. Tí Cận, con qua chỗ bé xì trâm coi thử đi. Dạ thưa Tí Vua. Không, ghi chép của mình chúng sẽ hư hết. Tí
Phá ơi, cậu đi tìm bé Sì Trâm giùm mình nha. Mình phải cứu ghi chép của mình. Tiểu Hòa Sĩ, tìm bé Sì Trâm đây. Mình phải cứu những bất ngờ của mình. Tí Dũng về, mình phải cứu những tuyệt tác vĩ đại này. Cậu đi tìm bé Tí Tì Tì đi. Ờ, được thôi. Ờ, nhưng bé Tí Tì Tì là ai vậy? Chuyện này thật là kinh khủng. Có Sì Trâm nào biết tại sao lại Sì Trâm ra chuyện này hay không? À, thì con chỉ đang thử nghiệm một chút với cái vạc. Tí Du ơi, bé Sì Trâm đâu rồi? Tí Cận, ta đã bảo con đi tìm bé Sì Trâm rồi. Dạ đúng rồi, nhưng con đã nhờ Tí Phá làm. Con đã nhờ Tí Họa Sĩ rồi mà. Con nhờ Tí Dũng vậy. Bé Tí Tì Tì đâu rồi? À, đó là ai? À, mình hiểu rồi, ý cậu là bé Sì Trâm hả? Chúng ta nhất định phải tìm được bé Sì Trâm. Nhìn kìa, bé Sì Trâm. Ôi không, bé Sì Trâm. Đó là lỗi của mình. Bé Sì Trâm kìa, nhanh lên, bé Sì Trâm. Đây rồi, sao em trèo lên đó được vậy? Các Tí của ta, chúng ta phải Sì Trâm Tí tham ăn. Cậu ấy là người duy nhất có thể Sì Trâm việc này lại. Tí Phá, Tí Nhạc Sĩ, Tí Cô Nương. Dạ, thưa Tí Vua. Hãy đi Sì Trâm Tí tham ăn. Ta và các Tí còn lại sẽ Sì Trâm đóng cháo này. Nào các Tí, mau lấy sẻng. Cỡ tài, cỡ tài giải. Ôi trời đất ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sì Trâm ơi, cảm ơn con nhiều. Ôi hay quá, cậu chính là Sì Trâm mà tôi đang tìm kiếm đó. Tôi hả? Sao vậy? Vì ở bên kia khu rừng, tôi đã tìm thấy một trại mồ côi, trong đó toàn là những trẻ em đói bụng. Và tôi tự hỏi không biết cậu có thể trả lại cái vạc cháo thần kỳ để tôi giúp chúng được không? Tôi rất sẵn lòng trả lại, nhưng mà nó không còn hoạt động nữa. Nhưng đây đâu phải là cái vạc tôi đã cho cậu. Ừ, Tí thèm ăn, mau tới đây. Cái vạc thần kỳ của cậu làm cả làng ngập trong biển cháo kia kìa. Ờ, nhanh lên. Ôi, Sì Trâm. Cái vạc ở trong nhà Tí Cận. Nào Tí tham ăn. Hỏi vạc cháo thần kỳ bé nhỏ, xin hãy ngừng lại. Cảm ơn rất nhiều. Ồ, nó ngừng rồi. Xin lỗi vì những rắc rối mà cái vạc đã gây ra, nhưng tôi chắc là nó sẽ mang lại niềm vui cho những đứa trẻ ở trại mồ côi. Chúng ta đều biết là chắc chắn chúng sẽ rất vui. Cảm ơn các Sì Trâm. Và trại trẻ mồ côi cũng muốn cảm ơn. Còn giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Ôi, Tí Du ơi, vậy là lễ hội sung túc tiêu tùng rồi. Nhưng ít ra chúng ta cũng sung túc về cháo mà. Ừ, tất cả là nhờ Tí Cận á. Mình nhớ ra là bây giờ mình có một chuyện cực kỳ quan trọng cần phải về nhà và thực hiện nó ngay lập tức. Nếu không thì Tí Cận, việc con ăn cắp cái vạc của Tí tham ăn là một hành động sai trái. Con không nên bắt đầu một việc gì đó mà không biết cách kết thúc. Con xin lỗi thưa Tí Vua. Nào giờ con hãy dọn dẹp thứ mà con đã gây ra đi. Nhưng Tí Vua ơi, con không thể làm chuyện đó một con mình. Con tranh cãi. Để mình giúp cậu nha Tí Cận. Dù sao thì sáng giờ cũng chưa ăn gì hết.